xin chào các bạn nha. Xin chào ông bà, cô bác, anh chị nha. Năm mới kính chúc ông bà, cô bác, anh chị sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. An khang và thịnh vượng nha. Rồi ok, thì bữa nay các bạn ơi, thì mình sẽ là cái ngày mùng 2 Tết mình sẽ đi chùa ha. Thì đây là cái chùa Đức Duyên nằm ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California nha các bạn. Đó, thì ở đây là bữa nay là mình sẽ đi chùa. Đó, đây là chùa Đức Duyên ha. Đó, thì mình sẽ vô trong chùa rồi mình sẽ thăm viếng chùa ngày hôm nay nha các bạn. Mình mời các bạn nha. Đây là cái cổng chính của chùa Đức Duyên nha các bạn. Đây là cổng chính của chùa Đức Duyên nha các bạn. Giờ mình sẽ vô trong chính điện nha các bạn. Đây là chánh điện nha các bạn. Thank you.
Đây là chánh điện nha các bạn, chánh điện của chùa Đức Viên ha, nằm ở thành phố San Jose thuộc bang California nha các bạn. Thank you.
Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi, hồi nãy là mình sẽ vô cái chánh điện rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh chùa nha các bạn. Đây là trước cổng chính của chùa nha. Đây là xung quanh chùa nha các bạn. Thank you.
rồi. Hết rồi. Dạ quay làm kỷ niệm. Dạ. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ đây là mình sẽ trở ra là trước cái cổng chính của chùa Đức Viên ha các bạn. Rất là đông, bữa nay là mùng 2 Tết nha các bạn. Rồi ok ha, mình một lần nữa mình xin kính chúc ông bà, cô bác, anh chị sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha, an khang và thịnh vượng, vạn sự như ý ha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt các bạn, bye bye các bạn nha.
Đây mình được sư cô mời vô trong nhà bếp nha các bạn. Cô kéo đi. Cô ghé. Không, cứ ghé cô nha. Tại vì hồi nãy có một số